Thưa quý vị khán giả, bữa nay Trường lại lên thăm Dũng hết quý vị khán giả. Trời ơi cái tóc quá trời đi Dũng ơi. Còn đâu quá trời, cô loan vô xử tên rồi, Sao mà cách gì xử mà tóc tóc là tóc lóc xấu banh nhà lòng luôn rồi nè. bà ba? Dạ. Dạ sáng anh Xuân Nói Tường gì còn ăn bà? gì chưa, khỏe không? Con buồn gì? Buồn gì bà? Cái gì mà trầy trên tháng rồi đó quét à? Hỏi con buồn gì đâu? Để xíu anh nói chuyện. À, cái này anh đội nón. À đụng cái nói Đâu đâu em quay cái đầu tóc lại coi. không còn cái gì trơn á, Quay lại. bà cô lon vô xử trơn rồi. Quay lại coi. Ừ. Quay đằng sau á. Ôi, ôi lém đém lém đém vậy. Tống lỏng cái đầu hơi ghê rồi không còn gì trơn. Để anh xử lại với nha. Hả? Xíu anh xử lại cho được không? Sơn. Được không? Ừ. Giờ anh hỏi thật Dũng nè, Dũng muốn anh lên đây là Dũng Dũng đang chờ điều gì? Chờ anh lên thăm hay là chờ điều gì? Có chờ cái gì không? Hả? Rồi cất đó đều đều tốt tần như cái điện Chờ thoại. cái điện thoại Ủa, hả? Trên chương trường không nhắc là Dũng không Dũng bỏ điện thoại đi anh. Đây điện thoại nay Trường chọn cho Dũng một cái màu rất là hợp với Dũng luôn cái gì anh giả. Nó cắt mạng nữa rồi, làm hết tiền bạc của anh anh Xuân đăng ký, Tường mà nó cắt mạng nữa rồi. anh đăng ký lại rồi anh Rồi mới nộp, ok. anh mới nộp tiền vô Rồi. nè Cảm ơn Xuân cục sạc Tường. nè, thấy chưa? Không mở lên coi con còn sạc không. Dạ anh Xuân Tường làm ok rồi. Anh đăng ký luôn rồi đó, anh đăng ký Còn không? 3G luôn cho em rồi đó. Giờ khác trò này. Con chờ ăn cơm. Được chưa? Ủa sao nó lên cái này anh nó cắt mạng nữa. Không, Làm cắt hết đâu. tiền của mình nó cắt mạng nữa là mình làm hoài chắc mệt. Tự dẫn chết luôn Đó, vậy thôi. Không, em mỗi lần vậy là em không cảm ơn. À cảm thôi ơn vậy. người ta cái em Mà ơn không. đội ơn người ta cái người ta Đây mở nè, mạng ta lại hen, người ta tại vậy vì nè. em không em Vũ không có cảm ơn người ta dặn ta mới cắt mạng phải không? Đúng, mỗi lần mà Mỗi mỗi lần ta ra bao nhiêu nhạc đó, bao nhiêu người đó mà nghệ sĩ đó mà không có trả ơn, không có nói một tiếng cảm mang ơn, ơn, bây giờ đúng rồi, là người ta cắt không nghe mạng mang á. ơn là ta cắt mạng phải không? Chính xác. Đúng rồi. Thì giờ em phải làm gì? Giờ làm sao? giờ, Okay, giờ giờ em dặn bấm giờ cho em Dũng bấm biết vô rồi, em bấm dặn cho vô em cập Dũng nhật biết nè. rồi. À, rồi vậy thôi được rồi. Xong Ừ. mở là hát đùng 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 luôn đó, nhưng mà giờ mở lên là anh sợ là anh đang quay á. Rồi rồi vậy em hăng hát đi. Để đó. Để khi khác đi ha, cầm đi. Đẹp không, màu đẹp Dạ. không, Ba cháy vào chát luôn, không có gì mà có thắc mắc gì nữa không có thắc mắc gì hết, ba cháy vào chát luôn. không? Đẹp hơn điện thoại của anh Trường đây. Rồi, Để bữa nào anh Trường về thay cái ốp màu màu rồi. tím giống của Dũng luôn ha, làm điện Dạ thoại cặp. dạ dạ Đâu dạ. giơ lên coi, giơ lên coi cái nào đẹp hơn. Dạ. Dũng thích cái nào hơn thì lấy cái đó đi. Thiệt mà anh nói thiệt mà. Dũng thích màu tím hay là thích cái màu đen của anh? Hả? Cho nó cái kia bà ơi. Đó. Đã luôn, không chơi Có điện tiền thoại trong nữa. đó rồi, giờ em gọi được luôn rồi đó. Ừ. Có chơi cái gì nữa không? Không có chơi gì hết. Để xíu anh sửa lại tóc cho. Ừ. Sửa thôi Coi nha. như mà giờ mình cạo tóc lọc lan 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 ui luôn rồi. Rồi anh Xuân Tường làm cho nó ra tóc mới giả vàng như bữa hổm vậy đó. Anh hết có được một lần mà khỏe sướng đã luôn mà tóc nó dài nó nhiều nên Màu. nó mênh mông tóc luôn. Dạ. Rồi ơi cái vũ cô lon đi lon tiên đi cho anh Xuân Tường nghe. Nằm ngủ rồi hết luôn hả bà? Trời ơi. Trời quá cái Mà nó đang ngủ vậy mà ai đâu mà cách vậy bà? Nãy giờ em động chạm cô lon có sâu vô đó cô lon biết sạch không? Biết Động gì? rồi đó. Thì chửi anh quá trời chứ biết cái gì.
Dũng Dũng nói cô Loan động, cô Loan Long Tiên kể cho anh Sơn Tường nghe là cô biết Bắc Đinh TV, cô biết hết không á, em sợ vậy á, rồi vô Biết biết anh đùng nó giặt nữa. đâu có, đây nhà mình thì em muốn cho chị vô thì cho, không cho thôi, chứ kể cả anh cũng vậy, em đuổi Rồi cổ anh ra cũng được đi mà. đi tiệm con cái bay nữa đi, ẻ đái thì vô duyên lắm mình Sơn à. Giờ nào nó ẻ đái rồi Cất nha, điện thoại cất cẩn thận nha. Ủa sĩ sĩ đang đang ngủ ha bà? Sĩ nó đang ngủ hả? Đâu có thằng sĩ kìa. Mấy bữa rồi? Trời đất ơi. Trời ơi gì đó hả? Dạ. Chà, sĩ nay lại ấy lại kìa. Sĩ ơi. Chà, sao nay có cái vụ ngủ dậy trễ vậy không biết nữa. Thanh niên, sao giờ này chưa dậy nữa trời? Vừa dậy liền luôn á hả? Tối ngủ mà không ấy thì em mở cái cửa đó ra cho nó thoáng. Hả? Gần ở đó hả? Trời ơi. Có hôn ông nội? có thấy lúa đầu lên Gì hả? người thấy giống mừng hỏi có Hỏi có phải ông không mà nói không hả? Vậy nhiều khi trộm nó ngía ngía vô nhà coi có gì không, nó may em là đàn ông chứ con gái là chết rồi. Vậy đi. Vậy tắm rửa đi rồi ăn sáng đi trời. Ngủ gì trưa trạch chưa thầy à? Hết. Rồi, hết này nó có điện thoại rồi nó ngoan dễ sợ không? Làm gì hả? Mở điện thoại hả? Được không? Điện thoại được không? đã luôn Tuyệt vời luôn ha. Quá sức tưởng tượng luôn. đừng có ỉa Nhưng đá gì vậy bà lung tung đi mà giờ Sơn giờ sao Tường giờ cái điện thoại đó là điện thoại của ai em biết không? Ai mua cho em biết không? kể đi sao giờ ngốc nó hết biết rồi nè Ủa điện thoại đó ai mua cho em không nhớ? mới mai Đúng. đúng Vậy bị sao? bị trời tan nát tàn nhẫn hư dở man Tại sao lại hư? giờ Sơn Tường giờ làm lại cho Dũng mới Không quan có, nhưng tâm mà tại sao điện thoại đó lại hư? ừ. Tại em phá, đúng không? Em cầm là em giục tùm lum á, rồi nó bị bể, đúng chưa? Rồi giờ sửa lại thì giờ làm sao? Hứa với má mày sao? Hả? Nói vậy chứ giờ xài dữ nha. Chứ em thấy không, một lần đi sửa cực không? Mấy mấy tuần biết không? Ba tuần, 4 tuần. Quá lâu luôn. Báo tai nghe tin buồn nè, nó đứt mạch, nó đứt cái gì trong này hết trơn, không còn cái gì trơn á, Đâu đút là, vô lo giờ sử dụng riêng tư là không được luôn. là cái gì là Cảm cái ơn nhắc tới mày la vô Sơn hả? Tường là sĩ vậy mày ơi. Cơm nước rồi ăn mày Đi ơi. rửa đi, rửa mạch, rửa ấy đi dụng sĩ Cơm nhắc mày kể làm uống thuốc đi trời. Sơn Tường kể anh Dũng. Sao bữa kêu tắm hẹn qua tắm hẹn không? Đứt cái gì? Nó tắm bữa nữa. À hư cái tai nghe hả? Dạ. Nó đứt, nó gớt cái miếng mủ ra luôn rồi, không còn lo gì trong này thân. Hát được ba mươi mấy ngày rồi nó ác khẩu, nó đứt mạch gì trong này, hơn hai cái lo không còn phát ra luôn rồi, Trời rồi vô miếng ơi. mủ ra mất tiêu luôn. Cái gì đâu mà toàn rấy tay không vậy ông nội? Ông Thì như vô cứ cứ gái tai nó ở trỏng anh Sơn. à, ông như vô lọt ở trong trỏng luôn hả? Lọt gót gớt ra ngoài. Bây giờ đâu có nghe được nữa hả? Không có nghe gì sử dụng loa ngoài không à. Vậy hả? Thôi Thua. vậy thôi giờ tạm thời nghe loa ngoài đi chứ sao giờ? Tốn tiền. Hồi đó giờ tay phone bộ bộ gọi không có xài được không, làm như số mình xui không có xài cái này cái kia được hay gì á. Xui á, Ừ số số em mình là tặng mạng tới đó là số hơn em tiền là chứ không không có xài được á. số em là không có xài được tai nghe, phải xài loa ngoài. Đúng Thôi rồi. giờ chịu khó vậy đi. Mà sao ta đừng có gọi tùm lum nha Dũng.
số điện thoại anh nộp tiền rồi đó, đừng có gọi tùm lum, mau hết tiền đó. Anh thấy rồi, có nhiều cái cuộc gọi em gọi số đâu mà lạ quắc mà em gọi cả chục phút vậy là hết tiền là đúng rồi. Gọi cho đứa nào vậy, gọi cho thằng nào vậy? Em chưa có gọi được ai hết, toàn là ngốc nghếch không Ngốc nghếch đó, hả? không ngốc nghếch không à, chưa có gọi được ai. Rồi cái này chắc gọi cho chồng hay là gọi cho thằng nào Không có được cái gì tên á, nè? gọi lên người ta không, ta không có bắt alo, À làm sao kỳ vậy? gọi lên người ta không có bắt alo, người ta đã ghẹo mình vậy, người ta không có bắt alo, ghẹo cho mình đủ cuộc gọi vậy, À đủ cuộc gọi cho Dũng vui vậy, chứ người ta không có bắt alo, gì đó. nó có dùng số máy. Ừ. Vậy là chứng tỏ người ta cưng mình lắm, người ta mới gọi mình đó, chứ người ta không cưng mình. Người đó là người ta không cần, là người ta không có gọi đâu. Bé bé số cho số anh Sơn mới mới gặp được đó. Đúng rồi. Ta cưng mình, người đó quan trọng cái nào rồi để bé người ta gọi số vô đầy cái máy Dũng cho anh Sơn dòm ngắm luôn. Ừ. Đúng rồi, Đâu lấy cái này có lý á. Có rồi, lý chắc á. chắc đúng rồi Mà đó. mình không trả lời với người ta được mà ta cũng quan tâm mình là đã rồi. Ừ, Là kiểu như không cũng trả có duyên với nhau lời rồi đó. tin hồi âm lại với trả lời người ta đã nói chuyện mình là vô vô tốt rồi kìa. Đúng, Ok. đúng. Rồi yêu cầu Lấy có vậy điện mỗi thoại ngày ra. là đã luôn rồi, Lấy anh điện thoại Sơn ra nữa sẽ nè. lấy điện thoại ra khoe sĩ coi màu có đẹp không? Qua tắm rửa là sạch sẽ bùi hết luôn, từ 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 thắm này nội từ từ gì mệt dạ. quá. Đâu đâu đưa đưa cho sĩ coi khoe cái màu coi đẹp không sĩ, thấy chưa, màu tím mấy triệu á, thấy chưa, được không? Rồi lấy lại Dũng. Giữ sao nó giữ nha, mày thấy anh Trường là cực khổ đủ thứ không, mà còn có ơn có nghĩa gì không, còn bị nặng nhẹ tiếng này tiếng nọ nữa, lo gì lo từ đầu tới cuối luôn, hết chuyện này tới chuyện kia. Kìa lấy đi. Thì bây giờ tao sửa cho mày, từ mới đầu ai đưa cho mày một cái nữa. Nghe ấy nha, giữ nha. Đó, ném vậy, ném bụp 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 vậy hư giờ. Bỏ nhẹ nhẹ. Vừa cái trong đó ở đâu, vừa cái này ở đâu, Em đừng có bỏ vậy. Bỏ trong túi quần hay gì đó. bỏ cho quần thì Nếu sao như mà sắp em đừng có bỏ trên, chuẩn bị nó tiêu nữa, cái không anh có, Sơn nhưng mà làm em được đừng có lắm bỏ á. trên gạch. Không có bỏ trên nền gạch vậy. Bỏ trên nền gạch biết sao không? Nó xước nè. Với hai nữa là cái camera nó lòi ra bên ngoài vậy, mấy em bỏ nó xước ở trên. Đâu chụp hình được. À, để vô nó vô cái giường đi. Rồi. Dạ con giận gì đâu. Đây sĩ này nó mấy ngày rồi, mấy ngày không có ăn rồi sĩ. Hả? Ngày nào cũng ngày một cử. Rồi uống thuốc là sao? Uống thuốc là sao mà ăn một cử mà uống thuốc được hai cử được? Hả? Uống đều mà tới giờ là mấy giờ rồi, 8 giờ rưỡi rồi, 8 giờ rưỡi sáng rồi, 8 giờ rưỡi sáng rồi, khi nào mấy em mới 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 uống thuốc được? Cha Dũng, sao nay cười kỳ vậy ta? Sao có thể để anh sửa lại tóc cho không? Không, nhưng mà cái này tóc là tóc lóc do ta anh hỏi thiệt, em đồng ý thì anh mới sửa, còn không thì thôi, tại vì anh thấy đồng nó ý nè, chỉ cạo lem luốc quá trời luôn. Cạo cái gì đâu mà đang ngủ mà cạo vậy thì chết rồi. rồi chụp hình quay phim vô điện thoại luôn chứ, cố Rồi. chụp vô điện thoại cổ. Cách mà đang ngủ mà lôi nhỏ ra cách vậy bị gì á. Coi nè. Lém đém y như mà bò liếm vậy á. Rồi ơi nè. Giờ anh Sơn có nước cạo tọc lóc cho nó ra tóc mới nhiều lên như bữa hổm vậy, rồi Dũng mang ơn, cảm ơn nhiều lắm, tạ ơn nhiều lắm. Chứ còn Dũng nghi bả không có làm ra tóc nhiều được, mà tóc ít mà bả vô bả xử hoài là không có vụ đó đâu. Riết thì Bả tóc làm không mọc chỉ nổi tóc hả? ít thêm chứ không có tóc nhiều như anh Sơn đâu. Hả? Riết thì tóc không mọc lên nổi hả? À, hả? Cách riết thì tóc không có lên nổi luôn đúng không? Ok. Vậy thôi để anh cắt cho. Cạo cạo cho rồi tắm nha, nhớ tắm nha. Mấy ngày rồi chưa tắm? Hổm gà cũng tắm thường xuyên, bệnh bệnh hoài hổm ngày mười mấy ngày vắng không có tắm, chứ đàng Gì? hoàng khỏe mạnh là tắm. Gì ông nội, nay tin mới nữa rồi, sao tin gián? Hả? Tên gì?
Bữa giờ em nói là em tên gì, tên Gián hay tên gì? Đâu có mười mấy ngày là chưa có gián đoạn, chưa có tắm á. À, đang Gián là Gián đoạn Mà bệnh á hoài bệnh quỷ, ha. không có giờ hên tắm, giờ làm biếng không là không có tắm được á, chứ chưa có tên gì Vậy mà thôi. đổi khác mới nữa trơn á. Vậy thôi giờ để anh hết cho luôn nha. Ừ. Làm sao? Báo tin vui gì báo đi. Tin vui tin buồn là chết anh con mang ngày con nó đi lọt kinh lọt lọt đề té chết, Tại sao nó tại lọt? vì nhốt bệnh rồi mở cái chuồng thả lỏng ra để ý chủ quan á, À, nó chứ mừng còn quá có hả? bốn con con với mẹ. Là sao em nói là nó mừng quá, nó nhảy trên sáu này nó rớt hay sao? Chừng sáu nó đói bụng quá, nó bú sữa mẹ cũng đã rồi mà nó đói còn còn thấy ghê dữ nữa, cái nó nhảy đìa chết anh hết hình con, còn bốn con với con mẹ. Rồi, bây giờ đâu rồi? Giờ bệnh bệnh nó chạy nó tốn đâu, ì mẹ với ì mẹ chạy nó tốn đâu rồi, với Uh-huh. lại còn ì con thì con nằm trong ngủ trong chuồng Vậy không để được. xíu nữa anh xin mấy con gì anh nuôi nha. Ừ Anh rồi mấy ok, được mấy cái? để nó Được mấy té được mấy chết cũng cái? vậy. Được mấy con được mấy con cái? Màu đẹp bông đẹp không, giả mang màu tốt không à, Anh đen hỏi. có, trắng có, vàng có, đủ các loại màu. Anh không có hỏi màu, anh hỏi là giới tính của mấy đứa con kìa. Thì đã luôn cái màu đã mê luôn Anh hỏi là mấy con đực mấy con cái. em, chưa có biết được cái gì trơn mà em biết có bằng này là tốt rồi. Còn bốn con mất anh Bốn con mất một con con chưa té chưa đìa sình tiêu hết à, con được mấy tháng rồi, được mấy ngày rồi? ngày, nó cũng bong 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 bóng cả mấy ngón giò này rồi nè, Bong bóng bằng mấy con giò bóng là gần lớn lên như y mẹ với cái con này mò kỳ gò vậy á, à. rồi bán xử á. Vậy à, vậy anh xin con băng y mẹ gì nha, Không, em muốn cho con mẹ của em nữa, em cho cho mấy gì cơ. anh xin băng y mẹ về nó đẻ ăn lứa xong anh trả chưa? Không. Sao hả? Không. Hả? Nó nói mày gì, nó đòi nói gì đâu coi. Vậy? Điện thoại gì, trường đưa đây mọi Dạ. chưa? Đưa đây Dũng Dũng ra đây anh cắt luôn Dũng ơi. Cắt đi tắm rửa luôn nè. coi. Cái gì nó đòi nó hát không mày? Ồ. Anh cầm giùm anh. Mày gì vậy anh? Cạo trọc lóc cho gà trọc mới. Cạo trọc như hồi Tết hả? Cạo không còn rụng tóc nào hết, cho nó ra tóc mới vừa đã luôn, như sơn cạo kỳ hôm Tết đó đã luôn. Em mới ý nó xử bà Này là cái này là 9 phân, cái cử này 9 phân để anh cạo 9 phân đi, chừa chừa tóc chứ cạo trọc thì giống thấy quá. Xấu giữ dã man mình mới cho nó tóc nhiều. Cho nó ra nhiều. Lần sau mà đang bị mù mắt là không để ai cắt tóc nha. Không Dạ. Cho anh sơn anh cạo vô đẹp đã luôn. ngủ mà cắt tóc người ta kiêng á. Ừ. Thì muốn nó ra tóc xanh không có ra tóc bạc, với em kêu cầu cầu tóc lót đầu Ôi, vẫn còn không tóc. thấy thấy bữa bữa anh Linh nhổ cho em một đống tóc bạc không? Dạ đúng rồi. Chết thiệt chứ. Ừ. Sao mà tự nhiên nó bạc hết trơn vậy hả Dũng ha? Thì nó buồn gầu á, thái độ mình muốn tới số là sao nó mới bạc chứ được không, mình có số nó đâu có bạc. Bởi vậy sao kỳ á, Ừ. thấy trước giờ đâu có vụ mà tóc bạc vậy đâu. Ừ. Nay bạc quá trời luôn. Ừ. Thì này bữa anh Linh nhổ cho em là được 15 17 cộng gì đó. Ừ. Quá trời. Đâu đâu cúi xuống đây. Em để em nhà không có nói xấu xí gì đâu, cạo tọc lóc cho nó ra tóc mới đi, cái đầu không còn con tóc nào cái này cũng không chưa. phải là cái này cũng không có tọc lóc lắm đâu, cái này là mình tọc vừa vừa, cúi xuống vậy này, cúi cúi ừ. Cái này tọc vừa vừa thôi chứ cũng không tọc lắm. Bữa Tết mà hả anh cắt lên trời ơi khán giả ta khen rần 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 luôn á Dũng. Mà sao em ngại ra tiệm cắt vậy, mình nhà nay tiệm đâu còn nữa đâu bà ba? Dạ nay tiệm người ta đóng cửa hết trơn rồi, giờ muốn ra cắt chờ hơn nửa tháng mới có. Nay không có ra chợ nha Dũng.
Có khẩu trang chưa? Chưa. Lỡ mà có đi tiệm mày có khẩu trang mà đeo. Trời ơi, nó bị lem ra tới đây luôn. Bạc dữ lắm phải không? Bạc quá trời rồi phải không? Bạc quá trời luôn cái vụ. Vậy là xử nó là không để. Cúi xuống. Sao nhìn anh gì kỳ vậy? Cách luôn sĩ. Ôi. Hả? Ôi. Sĩ ăn cách kiểu khác chưa? Sĩ cắt luôn, mình tắm, nó không vào, không tắm luôn. Ôi, sĩ bữa giờ không tắm luôn hả sĩ? Tắm luôn, giờ nó sẽ tầm luôn. Sao vậy hả? Tắm với tạm với nó không bậy. Đây đi tiệm không được nữa rồi. Mà sao bữa giờ sĩ thấy trong người sao mà thấy ngủ trễ rồi ăn uống không có điều độ gì hết á sĩ á? Ngủ ba thuốc nó hoàng hoàng không ăn uống gì, ngủ hoàng. Thuốc là em bắt buộc là em phải uống, giờ em phải như người ta thì người ta sẽ tập thể dục rồi người ta làm cái này làm cái kia cho chân tay nó linh hoạt, chứ em cứ ở nhà tối ngày vậy thì nó cũng không có, nó cũng lâu lành á. À, dịch vụ cắt tóc mùa dịch đây. Đẹp quá trời ta. Chiều mở phá phâm phá miền Tây coi mày ơi. Quay bữa nay là chiều mở lên khó. Ủa? Rồi đó. Sơn Tương. Ủa em có coi khám phá miền Tây nữa hả? Hả? Em cũng có coi khám phá miền Tây nữa hả? Dạ thì anh Sơn từ đó giờ vẫn coi khám phá miền Tây như Sơn Tường mà. Vậy hả? Vậy có biết cái thằng ấy không? Thằng Dũng hết ở trên TV không? Biết thằng đó không? Thằng đó làm sao? Hả? Dũng? Thằng Dũng hết làm sao? Nói cho nghe coi. Dũng? Dũng ấy nó đẹp làm sao? Còn Sĩ hết? Đẹp. Còn Sơn Trường? Đẹp. Linh Gòm? Đẹp. Hùng? Đẹp. Ai cũng đẹp vậy đó hả? Yeah. Chị Phụng gọi là cái gì? Má Phụng hay gì? Má Phụng mẹ yêu không à. Yeah. Còn anh Linh Giòm? Đẹp luôn. Rồi, không nợ được rồi. Đi tập Dũng ơi. Thôi giờ tắm đi Dũng. Không. Ở cái tóc đã tác nghiệp xong. Rồi xong rồi nè quý vị khán giả, xong rồi. Nay đẹp quá trời rồi nè. Đó, có chánh bát chánh biệt đàng hoàng nghe. Nó dòm ngay ra mà. Quay nhìn quá bên đó. Đó. Ôi ôi vậy mà nó tính để chiều mới tắm, không được đâu, tắm liền đi nha. Tóc nó dính sâu ót kìa. Rồi, tạm biệt quý vị khán giả ha.